Chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nam Long Telecom sẽ giới thiệu cho các bạn về video mở hộp sản phẩm thiết bị hội nghị truyền hình Polycom Debut. Thiết bị này dành cho những phòng họp các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng từ phòng họp từ khoảng 10 tới 15 người trên một phòng họp. Thì thiết bị rất là nhỏ gọn. Sau đây là hình ảnh chi tiết về sản phẩm. Bộ sản phẩm Polycom Debut bao gồm, mình sẽ mở hộp cho các bạn thấy, một sợi dây nguồn để cắm vào thiết bị, nguồn 3 chấu, đây là chuẩn của Singapore, thì về Việt Nam mình cắm sang 2 chấu nó xài được. Một catalog của thiết bị, một sợi dây kép RJ45 Polycom, 2 cục 500 chống nhiễu và một số đinh vít để bắt thiết bị vào tường hoặc là để tivi như thế này. Đây là remote của Polycom Debut. Đây là thiết bị khi mà được lắp đặt lên để cắm nguồn, nó có thể chạy được PoE nhé. Thì đây là giao diện hoạt động của Polycom Debut, hoạt động qua giao thức IP gọi bằng địa chỉ IP1, IP tỉnh của mỗi đường truyền mạng. Thì cái chuẩn của này có thể gọi được 2 chuẩn, đó là chuẩn SIP và chuẩn H323. Bắt lại. Đây là phần camera của thiết bị. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện một cuộc gọi từ thiết bị Polycom Debut gọi vào cái room của con em show của Nam Long Telecom. Đây là màn hình hiển thị của bên mình và đây là một cái side của Nam Long khác. Hai thiết bị ở trong cùng một phòng họp nhưng mà mình gọi vào một cái room ở data center. Đây là giao diện khi mà mình thực hiện cuộc họp, có thể được tùy chỉnh được layout. Có thể thấy mình học là không. Camera có thể di chuyển được khi thực hiện cuộc gọi. Đây là tắt micro, tắt video, và đây là nút tắt cuộc gọi. Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết bị Polycom Debut, bạn hãy liên hệ số hotline 0903058877 để được hỗ trợ và tư vấn về thiết bị cho phòng họp video conference system. Đây là thiết bị Polycom Debut, Nam Long Telecom. Bye-bye.